Hôm nay đi chợ mình thấy có phải đến gần chục cái đuôi lợn ngon ơi là ngon, nhỏ xinh mà lại hồng hồng nữa, trông ngon lắm. Thế là mình mua luôn. Đây đây là 1 cân hơn một chút. Đuôi lợn mình đã làm sạch sẽ, đã bóp muối bóp rượu trắng rồi đấy, trông hồng không, đẹp không đấy, chưa biết làm món gì cả. Một chút nữa bắt đầu mới lên Google để search. Đấy, đẹp không, trắng hồng ra trông rất là tươi đó. Ngày xưa thì má mình đã hầm cho cái đuôi lợn với xì dầu tỏi rất là ngon, nhưng mà hôm nay cái chỗ đuôi lợn này thì chưa biết làm món gì cả, chút nữa sẽ biết. Đây là hơn 1 cân đuôi lợn, mình đã tẩm ướp gia vị, hạt tiêu và một chút mì chính. Mình rất là hay dùng cái túi đựng thực phẩm này, xong rồi mình cho hết thịt vào trong cái túi này, xong mình cho gia vị vào, thế là mình chóc 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 lên này rất là đều mọi người ạ. Mình rất là hay sử dụng như thế này. Đấy. Mình cũng đã có chuẩn bị rau cải cứu để làm món này. Rau cải cứu mình cũng đã rửa sạch rồi, ngâm sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ rải rau cải cứu xuống dưới nồi. Nồi thì là mình rất là hay dùng những cái nồi gang hay là nồi sứ như thế này để mà mình làm những cái đồ ninh hay là đồ kho cá, mình cũng dùng bằng cái nồi này, nó rất là ngon, ngon hơn là dùng đồ kim loại nhiều. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cho những cái gia vị của thuốc bắc vào. Đây, đây là hoài sơn này. Hồi xưa là nhà mình làm thuốc bắc nên mình biết những cái này lắm. Đây là đương quy này. Đấy. Đấy, đương quy thái lát này. Đây là thủy tử này. Đây, thủy tử đây. Đấy. Đây là táo đỏ. Và đây là táo tàu này. Đấy. Cái hôm Tết ý, mình cũng mua táo đỏ và táo tàu về ăn Tết. Thế là vẫn còn thừa. Đấy. Thế là hôm nay mình sẽ cho thêm mấy quả vào để cho nó đẹp, mà nó cũng thêm cái phần ngọt ngọt ấy. Đấy. Đấy. Đó. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ để cái đuôi lợn lên trên cùng. Người thấy đuôi lợn thì ngon không? Đấy. Nó hồng thế này cơ mà, thịt rất là tươi đấy, hồng thế này cơ mà, rất là đẹp luôn đấy đó. Đấy, thế xong rồi chút nữa thì là mình sẽ cho nước vào, mình sẽ hầm. Cái này thì mình cũng chỉ hầm trong vòng 1 tiếng thôi, thế là được rồi. Đây là cái nồi đuôi lợn của mình đây. Đấy, trông ngon không, trông hồng mà tươi thế này cơ mà. Đấy. Thế là bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào. Thế là mình sẽ ninh trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thế là được đấy. Đã xong rồi. Đây là nồi đuôi lợn hầm thuốc bắc của mình sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ đây. Hiện giờ đã rất là nhừ mềm rồi, trông thì đuôi lợn thì trông có vẻ rất là béo nhưng mà ăn không hề béo chút nào. Miếng nào cũng trông cũng rất là ngon luôn.